Thưa quý vị, tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ là tiêu đề của một bài viết dài nhiều tập được viết bởi tác giả Nguyễn Thông. Trước mắt anh Chi xin gửi đến quý vị 4 kỳ của bài viết này và xin được cập nhật sau đó. Tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ Tác giả Nguyễn Thông viết, trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại, có những khuất khúc mà cứ theo như công bố của nhà cầm quyền thì người ta chỉ thấy được phần bên ngoài, hoàn toàn khác xa với nội dung, tức là sự thật lịch sử điều đáng buồn nếu đó chỉ là những tuyên truyền thông tin vụ lợi nhằm mục đích bảo vệ sự cai trị thì đã đi một nhẽ đằng này họ coi đó là chính sử ép mọi người phải tin theo nhồi vào đầu óc của những thế hệ sau sự mập mờ méo mó và lừa đảo và cũng đáng buồn nữa ở chỗ những nhà chép sử không có ai mang tinh thần của người làm sử chân chính cam chịu để cường quyền bôi ma bôi mèo xuyên tạc lịch sử nước nhà Thế hệ tôi sinh giữa thập niên 1950 được chứng kiến, mắt thấy tai nghe, thậm chí là trải qua cụ thể nhiều sự kiện lịch sử bị ém đi theo cái kiểu khuất khúc như thế. Trong loạt bài này tôi chỉ đề cập tới sự tự nguyện chấm dứt giải thể hoàn thành nhiệm vụ một số tổ chức đoàn thể cơ quan mà tôi đã biết. Nhiều người đã biết sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, thể chế chính trị xứ ta vẫn là đa đảng mặc dù Đảng Cộng sản nắm quyền. Người chủ trương đa đảng kêu gọi đoàn kết dân tộc không ai khác chính là cụ Hồ. Tuy cộng sản đã tìm mọi cách triệt hạ quốc dân đảng coi như kẻ thù kẻ đối địch một mất một còn nhưng với một số đảng khác thì cộng sản vẫn chấp nhận cùng tồn tại mà tiêu biểu nhất là đảng dân chủ và đảng xã hội hai đảng trước kia đã từng kề vai sát cánh với đảng cộng sản chia lửa chia sẻ khó khăn cùng hướng tới mục đích giải phóng dân tộc giành độc lập tự do Đảng dân chủ là tổ chức chính trị của tầng lớp tư sản dân tộc, tiểu tư sản, trí thức do những người trí thức yêu nước cầm đầu. Những tên tuổi nổi tiếng của đảng này như Dương Đức Hiền, Nghiêm Xuân Yên, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thi, Cù Huy Cận, Văn Cao, Hoàng Minh Chính, Đỗ Đức Dục, Vũ Đình Hòa, Đặng Thái Mai, Tôn Quang Phiệt. Cũng như mọi chính đảng, Đảng dân chủ có điều lệ, chính cương, đường lối, đảng kỳ, cơ quan ngôn luận báo độc lập đó. Do người đứng đầu là những người trí thức yêu nước, có trình độ, có tâm với nước, với dân, đảng Dân Chủ đã từng một thời là nét son trong đời sống chính trị Việt Nam. Về sau, một số thành viên của đảng hoặc là do Cộng sản cài vào, hoặc là được bạn tù Cộng sản giác ngộ hoặc cơ hội đã nhảy sang đảng Cộng sản như Cụ Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tôn Quang Việt, Ca Văn Thỉnh, Trần Bửu Kiếm, nguyễn tấn di trọng ấn tượng rõ nhất của tôi về đảng dân chủ là ở hai người trước hết là ông nghiêm xuân im ông im làm tổng thư ký của đảng giai đoạn giữa hồi tôi thiếu nhi và thanh niên để ý thấy cứ mọi cuộc hội họp lễ lạc trên mọi bài báo cứ nhắc tới đảng dân chủ là có ngay ông nghiêm xuân im bên cạnh ông im là ông nguyễn xiển tổng thư ký đảng xã hội Thầy tôi bảo ông Im là vị trí thức đáng kính, kỹ sư canh nông. Ông được cụ hồ trọng dụng các cử làm bộ trưởng bộ nông nghiệp để phát huy hết sở học đóng góp cho đất nước. Người thứ hai là ông Hoàng Minh Chính. Thời tôi là sinh viên năm 1973, tôi nghe anh Bùi Trọng Cường, một bậc đàn anh bảo rằng ông Chính ghê lắm. Hỏi ghê làm sao? Anh thì thầm, ông ấy dám chống lại cả đảng chống ông Lê Duẩn Trường Trinh Lê Đức Thọ, bị đảng vu cho là xét lại chống đảng. Ông Chính vốn vào đảng Cộng sản từ năm 1939, rồi ông Chính bị đi tù. Nói xong, anh Cường bảo nhưng đó mới là con người đáng ngưỡng mộ, tào phục ông ấy. Những anh dám chống cả trời, coi thân mình nhẹ như hạt bụi, đều đáng kính phục. Ông Chính tù Tây tù ta đủ cả, nhưng bản lĩnh khí phách hơn người. Chế độ này hết giam lại thả, thả lại giam, lôi ông ra tòa biết bao nhiêu lần, nhưng con người Hoàng Minh Chính vẫn hiền ngang bất khuất, vẫn hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ, trợn mắt xem khinh, nghìn lực sĩ. Thời thế nếu có thay đổi thì thành phố Hà Nội nên có con đường thật đẹp mang tên Hoàng Minh Chính. Cùng số phận với đảng Dân Chủ là đảng xã hội, cũng kết cục tự nguyện chấm dứt hoàn thành nhiệm vụ vào năm 1988. Bao nhiêu công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng khi chim đã hết, thỏ đã không còn thì cung bị bẻ, chim ưng bị giết. Cái thứ quy luật tàn bạo ấy tưởng bị chôn vùi vào mồ ma phong kiến, ai ngờ nó vẫn duy trì trong một xã hội được coi là dân chủ tự do. Đảng xã hội thành lập sau cách mạng tháng 8, cụ thể năm 1946, tới khi tôi biết thì chỉ nghe tên ông Nguyễn Xiển. Chứ trước đó, cùng thời với ông Xiển là một loạt những tên tuổi hiển hách như ông Phan Tư Nghĩa, tổng thư ký đầu tiên, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Võ Nguyên Giáp, Phan Anh. Sở dĩ có cả đảng viên Cộng sản tham gia bởi thời điểm đó đảng Cộng sản đã mưu mèo, dùng trước thoát xác tự giải tan. Đảng xã hội tập hợp những trí thức đáng kính cũng như đảng dân chủ lấy mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc dân chủ làm đích để hoạt động. Nó đã sát cánh cùng với Đảng Cộng sản và các chính đảng khác cùng đông đảo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. Hòa bình lập lại với chủ trương đa đảng, tập hợp tất cả các lực lượng yêu nước, cụ hồ vẫn chấp nhận các đảng ngoài cộng sản chia ghế cho lãnh tụ các đảng dù thừa hiểu chức tước địa vị này nọ cũng chỉ cốt tô vẽ cho đảng cộng sản thôi nhưng dẫu sao nhà cai trị vẫn ít nhiều có sự tôn trọng những đảng chính trị khác tư tưởng quan điểm học thuyết với mình đọc báo hay nghe đài tôi luôn được biết ông nghiêm xuân im tổng thư ký đảng dân chủ ông nguyễn xiển tổng thư ký đảng xã hội hai đảng này thủ lĩnh cao nhất là chức tổng thư ký đều giữ chức phó chủ tịch quốc hội chủ tịch là ông trường trinh người lớn thời ấy vẫn đùa với nhau. Hai ông phó này chỉ có nhiệm vụ long trọng viên ngồi cho vui thôi, chứ quốc hội vốn đã chả có vai trò gì. Và lại ông Trường Chinh cầm trịch thì phó hay không phó cũng vậy thôi à. Năm 1988, khối các nước xã hội chủ nghĩa bị lung lay dữ dội, nguy cơ tan rã không tránh khỏi. Bắt đầu từ Ba Lan với Công đoàn Đoàn kết, một tổ chức chính trị đối lập của đảng Cộng sản. Đầu thập niên 80, sau đó lan rộng sang các nước tiệp khắc Hungary, Romania, Đức và các nước vùng Baltic thuộc Liên Xô, sau nữa là chính Liên Xô sự độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản bị đe dọa, xã hội đa đảng ngày càng thắng thế, dân chúng càng chán đảng Cộng sản và hướng niềm tin, niềm hy vọng sang các chính đảng khác, huyệt mộ đào sẵn để chôn đảng độc tôn ngày càng nhiều. Và như chúng ta đã chứng kiến, đảng Cộng sản bị hất thẳng cánh ra khỏi vũ đài chính trị, ném vào sọt rác lịch sử. Có nơi nó còn bị cấm tiệc, lôi ra ngoài vòng pháp luật. Có nơi nó cố hắt hơi thở tàn trong cơn hấp hối dai dẳng dù gì đi chăng nữa thì nó đã chấm dứt vai trò lịch sử sau nhiều năm làm mưa làm gió, gây nhiều tội ác, kéo lui lịch sử loài người. Ở xứ ta những năm ấy, nhà cai trị, tức đảng Cộng sản, giật mình. Trong người lại ngẫm đến ta, thấy người nằm đó biết sau thế nào. Họ liền vội ra tay, quyết không để sự đa đảng là mối đe dọa, là mầm gây họa. Nhìn qua nhìn lại, thấy kẻ nguy hại cụ thể nhất là đảng dân chủ và đảng xã hội dùng biện pháp cấm đoán, giải tán, tiêu diệt thì kể cũng kỳ khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Với mưu mô đầy mình các lãnh tụ cộng sản những ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ trước đó, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh đổ mười về sau đã dùng kế bàn tay sắt bọc nhung đánh không để lại dấu tích. Họ yêu cầu lãnh tụ các đảng thì những ông Nghiêm Xuân Im, Nguyễn Xiển chứ ai phải ra bản tuyên bố tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử. Buồn cười là hai đảng cùng tự nguyện một lúc, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra không tự nguyện cũng không được nếu không muốn mất mạng tù tội như ông Hoàng Minh Chính sau này. Trong cái kết bi hài ấy có chi tiết đáng ghi nhận Tôi khi vào đại học được nghe các thầy tôi kể ông Nguyễn Xiển tự nguyện xong thì được gợi ý làm đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản. Cụ Xiển, vị giám đốc tài giỏi lừng lẫy của Đài Thiên Văn, Phù Liễn, Kiến An, quê tôi thời Pháp ấy, nhất quyết không vào. Đó là sự tự trọng, nhân cách của kẻ sĩ gặp thời buổi nhố nhăn. Các đảng chính trị như đảng Dân Chủ và đảng Xã hội do gặp buổi nhiễu nhương lại trúng lúc đảng Cộng sản chỉ muốn độc quyền lãnh đạo, muốn là lực lượng chính trị duy nhất nên bị ép phải ra tuyên bố tự nguyện giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ là điều không thể tránh khỏi. Thưa quý vị, bây giờ là phần 3 của loạt bài Tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ. Ông viết tôi đã đề cập tới hai chính đảng từng tồn tại trong đời sống chính trị xã hội nước này và cuối cùng bị buộc phải tự nguyện giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bao nhiêu công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng khi hưu nai đã hết, thỏ không còn thì cung bị bẻ, chim ưng bị giết, thứ quy luật tàn bạo ấy tưởng bị chôn vùi theo mồ ma phong kiến, ai ngờ nó vẫn duy trì trong một xã hội được coi là dân chủ tự do thôi thì lịch sử sau này nếu có cuộc thay đổi bãi bể nương dâu sẽ ghi nhận lại những công tích của hai đảng ấy chứ không phải chỉ được nhắc tới như một cánh tay nối dài một thứ vệ tinh một trò mưu mẹo nhất thời của người cộng sản như người ta đang ghi trong chính sử hiện thời không phải cộng sản thì bị giải tán đã là một nhẽ nhưng ngay cả trong tổ chức cộng sản có những lực lượng được chính họ lập ra đóng vai trò nhất định vậy khi cuộc chơi kết thúc cũng chịu cái cảnh phụ bạc phủ phàng. Trong bài này tôi không nhắc tới những cá nhân tiêu biểu như tướng Chu Văn Tấn, tướng Trần Văn Trà, ông Uông Văn Khiêm, ông Nguyễn Văn Trấn, ông Trịnh Đình Thảo, ông Trần Độ, ông Nguyễn Hữu Đan, ông Vũ Đình Huỳnh. Mà tôi chỉ đề cập tới một tổ chức từng lấy lừng lừng lẫy kéo dài hơn chục năm tới khi cuộc chiến kết thúc, đó là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, sau đó là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, những con đẻ của Đảng Cộng sản, cánh tay nối dài của Đảng vào tận miền Nam, cuối cùng cũng chịu chung số phận, kết thúc với công thức bi kịch giống như hai đảng nêu trên. Nó đã biến mất khỏi đời sống xã hội Việt Nam lúc nào? Rất nhiều người không biết. Người xưa có câu, lai vô ảnh, khứ vô hình. Đến và đi không để lại hình ảnh, hình dáng gì. Nhưng với mặt trận và chính phủ lâm thời, khi lai chẳng những không hề vô ảnh mà rất ồn ào, chỉ đúng có vé sau, khứ vô hình. Tức là sau khi nó tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ, tức là chết bất đắc kỳ tử, thì không còn ai nhắc tới nữa. May ra chỉ có một ít dòng trong sách giáo khoa lịch sử. Hôm 15 tháng 4 năm 2019 vừa rồi ở thủ đô Paris, nước Pháp xảy ra trận hỏa hoạn kinh thiên động địa, cháy nhà thờ Đức bà Notre Dame de Paris nổi tiếng. Vụ cháy gây choáng đối với biết bao nhiêu người trên địa cầu, trong đó không ít người Việt Nam. Báo chí xứ ta thông tin dày đặc, căng tính từng giờ để mà có những tin tức mới nhất lạ nhất, và tôi thực sự choáng bởi cái nội dung lần đầu được biết đến có lẽ cũng rất nhiều người Việt mới biết đến lần đầu như tôi. Các báo biên rõ là, mặt kèm theo cả hình ảnh nữa nha. Lá cờ nửa đỏ nửa xanh sao vàng năm cánh của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được treo tiếp lên trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 19 tháng Giêng năm 1969, một ngày sau phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris đàm phán hòa bình cho Việt Nam. Và hãi nhất là sau khi bí mật treo cờ việt nam lên trên đỉnh nhà thờ đức bà paris trong đêm người treo cờ đã cưa thang để không ai có thể leo lên gỡ xuống được và cũng chưa rõ ai tổ chức nào đã treo cờ là người việt nam hay là người nước nào khác nhưng để thực hiện được hành vi đậm màu sắc chính trị ấy đương sự treo cờ đã làm một việc rất đáng lên án đó là cưa thang và đối xử với một công trình kiến trúc lịch sử vô giá hơn 800 năm tuổi của nhân loại bằng hành vi cực kỳ vô văn hóa, thậm chí có thể coi là phá hoại. Thời bây giờ do thông tin bị bưng bít, hạn chế phương tiện truyền thông nên nhân loại ít có biết về sự vụ này, chứ nếu mà thời bây giờ, việc như thế sẽ bị lên án ngay lập tức, bị coi là khủng bố, phá hoại, không có thứ chính trị nào có thể bào chữa bên vực được. Tôi sực nhớ tới mặt trận bởi hồi đầu năm nay, năm 2019, đọc báo thấy vào ngày 1 tháng 2, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và chúc Tết bà Nguyễn Thị Bình. Bà Bình là nhân vật lịch sử đương đại nổi tiếng. Người phụ nữ giỏi giang này là cháu ngoại của cụ Phan Chu Trinh, khi thành đạt nhất đã lên tới chức phó chủ tịch nước Năm 1960, Đảng Cộng sản từ Hà Nội chỉ đạo thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Bà Bình được điều từ Bắc vào làm ủy viên Trung ương. Chủ tịch Mặt trận là ông Nguyễn Hữu Thọ, luật sư. Khi nâng cấp thêm bước nữa thành Chính phủ cách mạng lâm thời, bà Bình được đặt vào ghế Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ này. Năm 1968, bà Bình làm trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận tại Hội nghị Paris tới năm 1969 giữ cương vị trưởng đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời nói chung bộ máy tuyên truyền của cộng sản đã rất thành công khi vẽ nên một nữ thủ lĩnh cách mạng tài giỏi thông minh khôn khéo bản lĩnh một ngôi sao sáng trên bàn đàm phán tôi không hề có ý gì hạ thấp bà bình chê bai gì bà bởi thực ra bà là người có đạo đức có tài nhưng tôi không thích nghiệp vụ hội họa của bộ máy cộng sản họ mà đã khen ai á thì người ấy chỉ có kém thánh thần, toàn thiện toàn mỹ như đấng toàn năng, như ngọc quý không tì vết. Lứa chúng tôi sống trong cái thời kỳ lịch sử đó, mặc dù chỉ có thông tin một chiều nhưng hầu như ai cũng tự hiểu được rằng, mặt trận hay chính phủ lâm thời cũng chỉ là những bình phong là những bù nhìn của người cộng sản. Chúng tôi thời ấy theo dõi tin tức thời sự hội nghị Paris và hiểu dù tài giỏi nhưng bà Bình hay ông Xuân Thủy ông nguyễn duy trinh là hai vị bộ trưởng ngoại giao trưởng đoàn đàm phán của bắc việt cũng chỉ múa may cho sinh động thế thôi chứ quyền hành quyền quyết định tiếng nói trọng lượng thì đều do ông lê đức thọ nắm hết quyết hết mà phía sau ông thọ là ông dũng là đảng còn mặt trận cũng như chính phủ lâm thời chẳng là cái đinh gì không là cái đinh gì cả khó mà trách đảng được bởi mặt trận và chính phủ cách mạng lâm thời do họ đặt ra thì họ cũng có quyền giải tán giá như họ cứ trẻ hoe, thẳng băng, nói như vậy. Nếu có mất lòng tí chút thì cũng chỉ thời gian đầu. Đằng này đảng vẫn chủ trương sách lược, miệng thì nói về sự tôn trọng, về quyền tự quyết. Nhưng tay thì bóp chặt, siết lại, ghé tay, gằn giọng, buộc con nhà người ta phải tự tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái hồi trang Facebook này chưa có bị thế lực thù địch đóng hơn 2 tháng. Tôi có nhắc đến việc đảng và nhà nước chính thức chấm dứt hoạt động của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Họ lập ra, đẻ ra thì họ có quyền chấm dứt, bóp mũi, chả có gì là lạ. Chỉ không bình thường ở chỗ, trong biên chép sử quốc doanh, đó, trong sách giáo khoa, trong hoạt động tuyên giáo tuyên truyền, họ làm thiên hạ nghĩ rằng, đó là của riêng người miền Nam, sản phẩm của sự uất ức vùng lên tự giải phóng của người dân miền Nam. Nghe cái tên cũng rất dễ nhầm lẫn bởi cả mặt trận lẫn chính phủ đều có yếu tố miền Nam, cứ như miền Bắc và cộng sản vô can vậy. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thực chất là tổ chức của Đảng Cộng sản của miền Bắc, một thứ cánh tay nối dài của chế độ miền Bắc phải khẳng định rằng không có cộng sản miền Bắc tiếp tay mặt trận không thể ra đời. Chính những công văn, chỉ thị, chỉ đạo, sử sách của nhà nước cũng không giấu giếm chuyện này. Những người lãnh đạo mặt trận, nông cốt của mặt trận đều là đảng viên Cộng sản được gấp rút đưa từ miền Bắc vào, hoặc Cộng sản nằm vùng như Nguyễn Hữu Thọ, Trần Nam Trung, Phan Văn Đáng, Trần Bạch Đằng, Trần Bửu Kiếm, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát. Những nhân sĩ trí thức đại diện tôn giáo sống ở miền Nam, nhất là ở Sài Gòn, Huế, đều có tham gia mặt trận thì do chủ yếu được giác ngộ cách mạng, được rủ rê vào, có tác dụng làm hoa lá cành cho có vẻ dân chủ rộng rãi, tập hợp đông đảo quần chúng cách mạng miền Nam, kiểu như Ngô Bá Thành, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Phước Đại, Hòa Thượng Thích Thiện Hào, Ngọc Đầu Sư Nguyễn Văn Ngợi, Mục Sư Abi Aleo. Số này về sau phần lớn vỡ mộng, bởi ở trong Trăng mới biết Trăng có rận Ngay cả những thanh niên tham gia phong trào sinh viên Học sinh như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nui Lê Công Dầu Lê Hiếu Đằng Hạ Đình Nguyên, Cao Lập, Lê Tự Quảng Từng vào tù ra tội Từng làm chức nọ trước kia trong bộ máy chính quyền mới Cuối cùng phần lớn phải chua chát Thốt lên Mình đã nhầm Tôi có nhiều năm Cùng cơ quan với anh Lê Tự Quảng Một người tù bị cầm cố Ngoài chuồng cọp côn đảo Nhiều năm Hai anh em thường trò chuyện khi rảnh rỗi. Anh vẫn nói với tôi, chúng nó đã trà đạp lên cái lý tưởng mà trước kia chúng dùng để lôi kéo bọn anh vào. Anh thất vọng hoàn toàn về chúng. Nói như kiểu thi sĩ Bùi Minh Quốc, trọn tuổi xuân ta hiến dân cuồng nhiệt lại đúc nên chính cổ máy này. Anh Quảng vừa mất hồi cuối năm canh tí, ngoài xứ Quảng tôi chỉ biết từ xa khấn cho anh được thanh thản trong cõi vô cùng thế hệ chúng tôi được nghe nhiều, biết nhiều về Mặt trận dân tộc giải phóng, biết nó ra đời năm 1960. Sau này, danh sách những ngày kỷ niệm lịch sử trong năm luôn có dòng 20 tháng 12 năm 1960 ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Trước đó là ngày 19 tháng 12 toàn quốc kháng chiến, sau nữa là ngày 22 tháng 12 ngày thành lập quân đội. Sách giáo khoa in nhiều bài về Mặt trận, chẳng hạn lớp 4 có bài thơ Lá cờ giải phóng tới giờ tôi vẫn thuộc bà con ơi xóm làng ơi 6 năm mới thấy mặt trời hôm nay lá cờ yêu quý tung bay bốc đồn tan nát lũy dày vỡ tung cờ bay nắng tỏa mênh mông em ơi dụi mắt mà trông mà mừng nửa cờ sắc đỏ tưng bừng đỏ màu cách mạng không ngừng đấu tranh nửa cờ mắt rượi màu xanh hòa bình vốn giấc mộng lành chúng ta sao vàng năm cánh xòe hoa giữa cờ rọi hướng đường xa cho mình ấy nó cứ kể lễ nôm na lẩn thận như vậy. Thế mà thuộc mấy khiếp đấy. Lớp 5 thì có bài em bé thừa thiên sống chết với lá cờ mặt trận. Chúng dơ súng bắt em, xé cờ trước mặt chúng, ung dung em cuốn cờ vào bụng, chỉ vào mũi súng, chúng mày muốn xé cờ, hãy xé xác tao đây, mười ngón tay em như tia sáng mặt trời mọc, đẹp còn hơn cả thánh thần, thần thánh nữa đó. Về sau, nghe người lớn bảo nhau rằng, địa cả đấy, các nhà thơ miền Bắc rất giỏi bịa, giỏi vẽ vời xây dựng hình ảnh tuyên truyền. Mặt trận tồn tại tới năm 1969 thì trở thành nòng cốt của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trong chính phủ có cả liên minh các lực lượng dân chủ của ông Trịnh Đình Thảo. Nói cho cùng, mặt trận hay chính phủ cách mạng thì cũng vẫn chỉ mang tính biểu trưng để người Cộng sản lợi dụng che giấu hành động một mặt thì họ điều khiển từng hành vi cử chỉ, mặt khác thì cứ hô lên đó là chính quyền cách mạng của người dân miền Nam vùng dậy dưới ách áp bức Mỹ ngụy. Ngay cả tại hội nghị Paris, họ cũng phải đòi cho bằng được một ghế của đại diện miền Nam trong các bên hội đàm. Nhiều người cứ khen là bà Nguyễn Thị Bình giỏi giang xuất sắc trên trường ngoại giao Paris, chứ thực ra phải nói thế này, bà Bình giỏi thì giỏi thực, con người và phẩm chất rất đáng kính trọng. Nhưng trong đàm phán Paris chắc chắn bà chẳng thể tự quyết được điều gì, bày tỏ được chủ kiến gì, bởi vì bà chỉ có nhiệm vụ nói lại những cái chỉ đạo của chính quyền Hà Nội, của các ông Xuân Thủy, Lê Đức Thọ mà thôi. Ngay cả mặt trận cả chính phủ lâm thời còn chẳng là gì thì một cá nhân như bà Bình lại càng không là gì sắp. Tháng 4 năm 1975, người cộng sản chiến thắng bằng vũ lực, cuộc tương tàn nồi gia sáu thịt chấm dứt sau 21 năm tới lúc này thì bên thắng cuộc rất thực dụng và mưu mẹo nhận thấy rằng chẳng cần cánh tay nối dài nối ngắn hoặc tổ chức ngoại vi làm cái gì nữa cho vướng víu cũng không cần che đậy nó là của ai họ chính thức cho mặt trận giải phóng dân tộc miền nam việt nam chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam cả liên minh các lực lượng dân chủ và hòa bình miền nam việt nam hoàn thành nhiệm vụ chấm dứt vai trò lịch sử một số người chủ chốt của mặt trận và chính phủ lâm thời được đưa vào guồng máy mới như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, nhưng chủ yếu là những chiếc ghế hữu danh vô thực như Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch nước, như Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Hồi đầu thập niên 70, đám chúng tôi còn được nghe kể rằng ông Trịnh Đình Thảo rất liều trong khu đất biệt thự rộng mênh mông của ông ở Sài Gòn. Ông còn đặt tên lối đi trong vườn là đường Hồ Chí Minh, treo biển đàng hoàng, nhà chức trách, nhà chức việc, chính quyền Sài Gòn tới yêu cầu ông gỡ bỏ, ông quyết không tháo gỡ, mà chính quyền Sài Gòn thời ấy cũng phải chịu, nói phỉ phui cái miệng. Ông Thảo mà gặp chính quyền cách mạng xử lý việc đó chắc chỉ trong vòng ba nốt nhạc, đường mất, tật mang. Đứa nào nghe thấy sự liều của ông Thảo cũng lè lưỡi khâm phục. Sau tháng 4 năm 1975, ông phó chủ tịch hội đồng cố vấn của chính phủ lâm thời tức ông Thảo rời khu E về lại Sài Gòn thì chứng kiến cảnh bị mất nhà, nơi mà ông nổi tiếng với tên đường Hồ Chí Minh giữa đất Sài Thành do cách mạng tịch thu nhà vắng chủ. Đòi mãi chả ăn thua gì, dù là ông là yếu nhân của chính phủ cách mạng lâm thời đấy. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ai cần tới ông nữa đâu. Tôi có nghe nói cho tới khi chết ông vẫn không đòi được nhà và hình như tới giờ thì vụ ấy đã trôi vào dĩ vãng. Thưa quý vị, tác giả Nguyễn Thông tạm dừng câu chuyện ở đây đã 4 kỳ rồi và hẹn là sẽ còn tiếp. Anh Chi sẽ tiếp tục theo dõi và đón đọc ngay khi có thể để trình bày lại cùng với quý vị.